Ngày 29 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, quán triệt triển khai các văn kiện của Trung ương của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, sự chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã quán triệt triển khai 7 văn kiện của Trung ương của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, gồm quy định số 113 ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Quy định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định số 110 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng. Quy định số 117 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Quyết định số 906 ngày 5 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố. Chương trình hành động số 22 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Quy định số 116 ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là những nội dung có nhiều điểm mới, đòi hỏi trong quá trình triển khai thực hiện phải được nghiên cứu kỹ, khẩn trương, nghiêm túc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo. Trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo thì trong này có 5 cái nội dung thì tôi đề nghị các đồng chí phải rất là lưu ý. Một là chuyển đổi vị trí công tác địa bàn lĩnh vực đối với cán bộ tham mưu theo dõi phụ trách công tác cán bộ vi phạm kỷ luật có dư luận xấu hoặc khi cần thiết. Hai là không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan gồm thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, cơ quan đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan, nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên, môi trường, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm soát ở trung ương hoặc cung cấp ở cùng một địa phương. Từ kiểu này là anh em ruột là không cùng tham gia trong ban thường vụ hoặc là đảng đoàn, ban cán sự đảng, rồi không làm thủ trưởng các cơ quan. Thứ hai là điều 8, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo. Thì cái này các đồng chí cũng phải lưu ý này, hai vướng. Thì cái điều 8 này nhớ một cái điểm này. Người đứng đầu khi có thông báo nghỉ hưu, thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đang bị xem xét kỷ luật thanh tra kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo phải báo cáo và sự đồng ý của thường trực cấp ủy cấp trên trực tiếp hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với những tổ chức đảng không có thường trực cấp ủy trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ. Đối với người đứng đầu là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý phải báo cáo ban tổ chức Trung ương. Công tác quân chúng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau hội nghị này, các đồng chí đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức phổ biến quán triệt tại địa phương đơn vị để thống nhất thực hiện theo quy định. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện phải được thực hiện nghiêm túc đồng bộ toàn diện. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành nghiêm, thường xuyên kiểm tra giám sát các cơ quan tham mưu, cơ quan cấp dưới và cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, chấn chỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh, hành vi vi phạm, góp phần thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được sao.